Xin chào các em. Các em còn nhớ thầy không? Riêng thầy, thầy rất muốn được gặp lại tất cả các em đấy. Và thật vui khi thầy trò chúng ta được tiếp tục đồng hành trong buổi học này. Chúng ta cùng bắt đầu tiết học thôi nào. Tiết học hôm nay, em làm được những gì? Ta cùng đến với bài học đầu tiên. Bài 1, tính nhẩm. Đối với bài tập này, các em hãy dừng video để tìm ra kết quả của các phép tính nhé. Các em đã thực hiện xong bài tập rồi phải không nào? Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả bằng cách tham gia trò chơi sau. Ở trên màn hình của chúng ta, cây táo đang đến mùa thu hoạch. Chúng ta cùng tìm kết quả đúng của phép tính ở trên mỗi quả táo. Đầu tiên, quả táo được hái có chứa phép tính 5 cộng 6. Theo các em, 5 cộng 6 bằng bao nhiêu? Chúng ta cùng xem nào. 5 cộng 6 bằng 11. Quả táo tiếp theo có phép tính 8 cộng 9 sẽ bằng 17. Tiếp theo sẽ là quả táo nào đây? À, đó là quả táo với phép tính 2 cộng 9. Và kết quả là 2 cộng 9 bằng 11. Có rất nhiều bạn có đáp án giống thầy đấy. Vậy thì quả táo 8 cộng 6 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 6 bằng 14. Các em đã làm rất tốt và chúng ta cùng hái nhanh các quả táo còn lại nào. Quả táo tiếp theo. Các em và thầy cùng trả lời thật to kết quả nào. 9 cộng 4 bằng 13. Tương tự, chúng ta sẽ đọc thật to với quả táo. 7 cộng 5. 7 cộng 5 bằng 12. Chỉ còn 2 quả táo nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành công việc nào. Quả táo tiếp theo. Rất nhiều bạn đã có kết quả rồi. Chúng ta cùng xem liệu có đúng hay không nhé. 7 cộng 8 bằng 15. Quả táo cuối cùng. 4 cộng 7 sẽ bằng bao nhiêu? 4 cộng 7 bằng 11. Vậy là thầy trò ta đã hoàn thành thu hoạch táo vụ mùa này. Qua bài tập này, các em đã được luyện tập bảng cộng mà mình đã được học. Thầy có lời khen đến tất cả các em. Chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo nhé. Bài 2, tính. Đối với bài tập này, đây là những phép tính có đơn vị, nên các em lưu ý khi viết kết quả sẽ kèm thêm đơn vị. Bây giờ, thầy mời các em hãy dừng video và hoàn thành bài vào trong vở. Đã có nhiều bạn hoàn thành bài rồi phải không? Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả nào. Phép tính đầu tiên, 4cm cộng 6cm cộng 10cm bằng 20cm. Tiếp theo, 8cm
cộng 9 cm cộng 2 cm bằng 19 cm. 7 dm cộng 7 dm cộng 5 dm bằng 19 dm. Cuối cùng, 11 dm cộng 3 dm cộng 2 dm bằng 16 dm. Kết quả của các em có giống với thầy không? Các em hãy chụp lại bài làm của mình và gửi về cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Thầy tin là sẽ có rất nhiều bạn làm đúng bài tập này. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá bài tập 3, số. Chắc hẳn các em đều biết đồ vật ở trên màn hình. Đó là chiếc spinner mà các em rất thích chơi. Chiếc spinner này có điểm gì đặc biệt? Chúng ta cùng quan sát và lắng nghe nhé. Ba đầu của spinner là ba vòng tròn, trong đó có chứa lần lượt ba số 7, 3 và 5. Còn vòng tròn màu đỏ ở giữa có số 15. Vậy số ở vòng tròn đỏ có mối quan hệ gì với ba số còn lại? Các em cùng theo dõi thầy làm mẫu nhé. Để tìm được số ở vòng tròn đỏ, ta tính tổng của các số. Đầu tiên, ta thực hiện cộng các số có tổng bằng 10 trước. Ta có 7 cộng 3 bằng 10. Rồi thực hiện cộng với số còn lại là 10 cộng 5 bằng 15. Số ở vòng tròn đỏ là 15. Dựa vào bài mẫu mà thầy đã hướng dẫn, các em hãy dừng video để tìm những số ở trong vòng tròn đỏ của các spinner còn lại nhé. Đối với bài tập này, các em có thể thực hiện tính ở trong vở nháp. Thầy mời các em cùng hoàn thành nào. Có rất nhiều bạn đã tìm ra kết quả rồi. Chúng ta cùng kiểm tra xem nhé. Spinner màu tím. Các em hãy cùng trình bày các bước cùng với thầy nào. Ta sẽ cộng các số có tổng bằng 10 trước. 2 cộng 8 bằng 10. Rồi cộng với số còn lại. 10 cộng 4 bằng 14. Vòng tròn đỏ trong chiếc spinner màu tím này là số 14. Tiếp theo, spinner màu xanh. Ta thực hiện tương tự. 6 cộng 4 bằng 10. 10 cộng 7 bằng 17. Chúng ta điền số 17. Chiếc spinner tiếp theo. Ta có 5 cộng 5 bằng 10. 10 cộng 9 bằng 19. Chiếc spinner cuối cùng. 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 0 bằng 10. Như vậy, các em đã hoàn thành điền các số phù hợp vào trong vòng tròn đỏ của các chiếc spinner. Thầy nhận thấy đa số các bạn đều hoàn thành đúng và có đáp án giống với thầy. Thầy có lời khen đến tất cả các em. Sang bài tập tiếp theo, chúng ta cần có thao tác cẩn thận và chính xác. Vậy nội dung của bài tập 4 là gì? Thầy mời các em chúng ta cùng nhau khám phá tiếp nhé! Các em quan sát trên màn hình, chú Sen đang bò quanh vũng nước theo con đường màu đỏ. Vậy bài yêu cầu chúng ta làm gì?
Bài tập yêu cầu ta hãy đo. Và tính quãng đường chú sên bò. Chú sên của chúng ta đã bò theo đường gấp khúc. Vậy để tính độ dài đường gấp khúc, ta sẽ tính tổng độ dài của các đoạn thẳng. Các em hãy dùng thước đo trong sách giáo khoa độ dài các đoạn thẳng màu đỏ. Sau đó, điền kết quả đo được vào phép tính để tính quãng đường mà óc sên đã đi. Các em có thể viết phép tính vào trong vở. Bây giờ, thầy mời các em hãy bấm dừng và cùng thực hiện nhé. Chúng ta cùng xem óc sên đã bò được bao nhiêu cm. Đầu tiên, chú sên đã bò được 8 cm. Sau đó là 4 cm. Và cuối cùng là 6 cm. Các em có đo giống với kết quả của thầy không? Để tính quãng đường óc sên đã bò, ta sẽ thay kết quả vừa tìm được vào trong phép tính. Ta có phép tính là 8 cm cộng 4 cm cộng 6 cm và kết quả là 18 cm. Vậy là chúng ta đã tìm ra được quãng đường mà óc sên đã bò rồi. Nhiều bạn đã làm rất tốt bài tập này. Chúng ta cùng tuyên dương bằng một tràng pháo tay thật lớn nào. Qua các bài tập vừa rồi, chúng ta đã được ôn tập lại những kiến thức đã được học. Thầy rất muốn các em cố gắng luyện tập thêm khi ở nhà và xem qua các bài tập ở buổi học em làm được những gì tiết 2 nhé. Vậy là tiết 1 em làm được những gì của chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các em ở tiết 2 nhé.